3 bước giải thoát bạn khỏi cơn nóng giận. Sau mỗi cơn giận, ta thường cảm thấy hối tiếc và day dứt vì những phản ứng dại dột và thấp kém của mình. Ta biết mỗi lần tức giận là mỗi lần ta đánh mất hình tượng đẹp và làm suy giảm niềm tin yêu trong mắt người khác. Nên lòng cứ dặn lòng sẽ không để cho cơn giận thao túng mình thêm lần nào nữa. Thế nhưng khi gặp chuyện trái nghịch, nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự, là cơn giận cứ không hẹn mà đến. Ngay lúc ấy dù được người khác nhắc nhở ta cũng gạt ngang, lý trí cũng phải đứng lặng chào thua cảm xúc. Từ thất bại này đến thất bại khác, ta dần trở nên căm ghét cơn giận của mình. Chỉ cần một hành động gây hấn hay một hoàn cảnh trái ý nho nhỏ cũng đủ khiến cho sự nóng giận trong ta bị kích động. Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ. Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và sắp sửa bung ra thành lời nói hay hành động, ta hãy bước 1. Mau chóng tìm cách tách ly ra khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình. Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh hay dạo bước trên con đường râm mát. Bước 2. Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn cảnh thì ta hãy ngồi yên đó, cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu hay một từ nào, dù ta cho đó là lời giải thích thỏa đáng. Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hờn đều sẽ khiến ta hối tiếc sau này. Bước 3. Đem hết tâm ý tập trung vào hơi thở để làm lắng dịu cơn bão cảm xúc. Nếu ta đã có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở để định tâm thì chỉ 15 phút sau là ta sẽ vượt khỏi. Cũng như khi căn nhà của ta bất ngờ bị cháy thì ta chỉ cần lo chữa cháy để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong, chứ đừng vội vã truy cứu hay trừng phạt kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà. Chuyện đó hạ hồi phân giải. Như vậy với 3 bước trên bạn đã có thể khống chế được cơn giận dữ, không để nó vượt quá giới hạn và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mọi chuyện lại không như mơ. Đôi lúc bạn cảm thấy tâm mình thật bình lặng, cảm thấy có thể cân cả thế giới. Dù là bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm bạn giận dữ. Bạn leo lên xe và phi ra đường từ Cầu Giấy về Linh Đàm hay đi ra khỏi các cửa ngõ Sài Gòn giờ tan tầm, thì ôi giời mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cơn giận lại bắt đầu lên tới đỉnh đầu, văng tục chửi thầm, có ông nào đi láo cà khịa có khi xúc luôn. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân nằm ở chỗ chúng ta mới chỉ học cách kiểm soát cơn nóng giận mà chưa học được cách chuyển hóa nó. Để điều trị tận gốc căn bệnh kinh niên này, ta cần một giải pháp căn cơ và thông minh hơn, đó là thay đổi tâm thức của chính mình. Hãy cùng xem phần tiếp theo. Làm thế nào để triệt tiêu tận gốc cơn nóng giận bản năng? Hơi thở là điểm tựa rất an toàn mỗi khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công mà ta không biết phải làm sao. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng mãi cách này thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ bản chất cơn giận của mình. Không hiểu rõ cơn giận thì muôn đời ta cũng không thể chuyển hóa được nó, sẽ mãi bị nó phiền nhiễu. Cho nên, sau khi luyện tập được thói quen nhìn lại bản thân mình mỗi khi nổi giận, thay vì tìm cách trả đũa, thì chìa khóa quan trọng nhất là hãy dành nhiều thời gian để quan sát cơn giận của mình. Hãy chú tâm quan sát tiến trình từ khi cơn giận biểu hiện lên bề mặt ý thức, thôi thúc ra hành động, đến khi nó tan biến. Khi có kinh nghiệm, ta sẽ phát hiện ra cơn giận vốn không có thật. Nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra từ vài sai sót trong sự vận hành của guồng máy tâm thức như nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, các giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bền, bằng thái độ không thành kiến, từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cơn giận và dễ dàng chuyển hóa nó. Tuy nhiên, lỗi thường mắc phải là ta mong muốn mình sẽ hết nóng giận ngay khi bắt đầu luyện tập. Một thói quen được hình thành trong thời gian quá dài thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Tiến trình quan sát cơn giận có thể đem tới cho ta những khó chịu bất ngờ trong giai đoạn đầu, nhưng dần dà ta sẽ quen và còn cảm thấy rất thú vị như đang xem một bộ phim hành động. Ta cứ ngồi đó quan sát cơn giận của mình như đang ngả người ra ghế xem phim vậy. Trong trường hợp bất hại đến kẻ khác, ta hãy để cơn giận của mình nổi lên một cách tự nhiên, nhưng khác với mọi lần là ta có quan sát. Lẽ dĩ nhiên, cơn giận vẫn cứ xảy ra theo tốc độ của riêng nó và ta không có ý đuổi theo để dập tắt. Ta chỉ quan sát để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào thôi. Mỗi lần quan sát sẽ cho ta một cái thấy mới về bản chất vô thường của cơn giận. Nhận thức sai lầm trong ta từ đó sẽ rơi rụng. Vì vậy, để triệt tiêu hoàn toàn cơn nóng giận bản năng, ta cần kiên nhẫn luyện tập để điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức, chứ không phải muốn chấn áp hay điều khiển cơn giận. Khi ta đã thấu hiểu được cơn giận, việc chuyển hóa nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên.